Quý vị thân mến, nhằm góp phần đem lại cõi linh thiêng tôn nghiêm, an bình cho người đã khuất, ngày 14 tháng 1 nhằm ngày 2 tháng 12 năm canh tí, tại Nghĩa Trang, đường về cõi tịnh, ấp Đông An, xã Vĩnh Chánh, huyện Thoại Sơn, tỉnh An Giang. Câu lạc bộ từ thiện vạn Đức đã tổ chức lễ an vị Phật và khám thành Nghĩa Trang, đường về cõi tịnh, dành cho thai nhi và người nghèo. quan Lâm chính minh gia trì và tham dự buổi lễ có Tiêu Tôn Đức Tăng Ni trong và ngoài tỉnh An Giang đại diện chính quyền địa phương, quý Phật tử và bà con nhân dân. Phát biểu khai mạc, ông Diệp Nhật Trường, chủ nhiệm câu lạc bộ Dạng Đức cho biết, nương theo hạnh nguyện từ bi của Đức Phật, cảm thương các hoàn cảnh của đồng bào nghèo, các thai nhi vắng số, câu lạc bộ Dạng Đức đã vận động các nhà hảo tâm cùng xây dựng nghĩa trang đường về cõi tịnh để diện tích 4.200 mét vuông dành cho bà con có hoàn cảnh khó khăn có nơi tổ chức tang lễ, nơi chôn cất, địa tán, lưu giữ tro cốt sau khi hỏa táng sau lễ hành chánh, chư tôn đức đã niêm hương bạch Phật, chứng minh Phật sự, gia trì an vị tôn tượng được phụng thờ trong khuôn viên nghĩa trang.